Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử trực tuyến và tuyên phạt 3 bị cáo, gồm Hồ Văn Nghĩa, 27 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, 17 năm tù, Nguyễn Duy Phương, 34 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh, 16 năm tù, Nguyễn Văn Đô, 22 tuổi, trú tỉnh An Giang, 13 năm tù, cùng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, tháng 9 năm 2019, Nghĩa được Nguyễn Thị Bích Tuyền, trú Đồng Tháp thuê mở tài khoản ngân hàng và bán lại với giá 2,5 triệu đồng một tài khoản. Nghĩa mở 10 tài khoản của nhiều ngân hàng và tìm người mở tài khoản giao cho Tuyền để hưởng tiền trên lệch. Tuyền giới thiệu Nghĩa cho Treson Leo, quốc tịch Malaysia và được trả tiền để tìm người mở tài khoản. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan công an, thông báo bị hại có liên quan đến chuyên án đang bị điều tra, buộc bị hại mua điện thoại tại ứng dụng có logo của Bộ Công an, nhập các thông tin để chiếm quyền sử dụng và chuyển tiền vào tài khoản đã định. Ngay sau đó, đường dây của Jackson Liu rút tiền từ nạn nhân chuyển vào các tài khoản do Nghĩa, Phương, Đô quản lý. Tiếp đó, Nghĩa rửa tiền lừa đảo qua điện thoại bằng cách mua tiền ảo, chuyển vào ví điện tử cho Jackson Liu và được trả công hơn 2,4 tỷ đồng. Đến nay đã xác định được 4 nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại gần 5,1 tỷ đồng.